Vâng, em xin chào các bác nhé. Bác nào đang cần một con tép mà tiếng nó sáng một chút đấy thì có thể alo cho em lấy con Onkyo này nhé. Đây, đây là một con tép Onkyo. Đấy, tép Onkyo với công suất là 25W trở kháng là 6 ohm. Nó là dòng siêu chép các bác nhé, siêu chép. Đây, đấy. Các bác đừng có nhìn thấy nó nhỏ gọn như thế này mà bảo nó là tiếng nó nhỏ và không hay nhé. Nói thật với các bác, những cái con chép mà cái loại mà to to tầm khoảng nó tầm khoảng như này mà chép chép ngoài thị trường đang bán ấy, chưa chắc đã ăn được cái dòng này đâu. Đấy, chưa chắc đã ăn được cái dòng này các bác nhé. Bởi vì cái dòng này nó là hàng xịn ngón kêu. Đấy, cái con này thì nó về khổ lỗi cái này các bác này. Tức là nó về thì cái vỏ nó lát qua rồi. Nên là em mới bỏ cái vỏ đi. Đấy, nói chung là không lấy được cái gì cả. Vỏ viếc rồi mọi thứ là nó hỏng hết. Đấy. Nên là may qua thì còn mỗi đôi tép này bên trong thì nó có cái căng nó đậy vào thì còn. Đấy thì là em bỏ ra. Đấy, thế nên là em quay lên cho các bác nhá. Đấy gọi là vớt vát lại gọi là cái một nửa non tiền 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 nhập hàng. Đấy, một cặp loa. Con này thì nó là siêu chép mà thế nên là kích thước của nó cũng rất là gọn gàng các bác nhìn này. Đấy, nó rơi khoảng nó 7 các bác nhá. Đấy, đường kính nó khoảng 7. Đấy. Con này tiếng hay lắm. Đấy, đây là con này. Mã của nó là TVK3181B các bác nhá. Đấy. Công suất 25 trở kháng 6 ohm. Hay lắm các bạn, tiếng của anh hay lắm, không phải là cái kiểu dòng chép vớ vẩn thông thường đâu. Tiếng của anh cực kỳ hay luôn. Đấy thì bác nào mà chốt cặp này thì để em test bàn giao nhá. Giá của con này là 270 các bác nhá. 270 nhá. Đấy các bạn. Tiền nào của ấy, nhiều bác thì nghĩ mà ui bé này sao đắt thế nhưng mà thực sự các bác là tiếng nó hay lắm, nó không giống như cái dòng thông thường đâu. Đấy, tiếng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bác cứ nghe thử Onkyo là sẽ biết dương chép của Onkyo là vậy. Đấy. Rồi, không phải nói nhiều các bác nhá. Thì bác nào mà chốt cái con này thì alo cho em nhá. Giá là 270 các bác nhá, 270. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.